Đó là một người nông dân rất điển hình trong điện ảnh Việt. Đó cũng là một người rất đắt khi vào vai phản diện và chính diện. Đó còn là một người tung dị và chuyên nghiệp cho dù ở vai chính hay vai phụ. Và đó là một người mà cứ hễ xuất hiện là gây thương nhớ trong lòng khán giả, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Long. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trò Chuyện Cuối Tuần trên kênh NTV. Thưa quý vị, đoạn clip vừa rồi đã hé lộ điều thú vị của chương trình ngày hôm nay. Và nhân vật sẽ cùng trò chuyện với Thanh Long đó chính là nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình. Và ngày hôm nay thì Thanh Long rất là vui khi được trò chuyện cùng với anh trong một không gian ngập tràn sắc xuân như thế này. Anh có thể gửi đến cho khán giả NTV một lời chúc đầu năm mới được không ạ? Nhân dịp đầu xuân thì thật lòng tôi cũng rất hân hạnh được xuất hiện trên truyền hình. Đầu năm mới thì có một lời chúc nhỏ đến toàn bộ quý vị khán giả, một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc an khang và quan trọng là tràn ngập yêu thương. Và ngày Tết thì ý nghĩa nhất vẫn là được đoàn viên, đúng không ạ? Thưa nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình là đã 45 năm gắn bó với nghiệp diễn và đã để lại dấu ấn ở rất là nhiều vai, đặc biệt là đóng đinh trong lòng người hâm mộ về ấn tượng của một diễn viên đa năng, đúng không ạ? Có thể đóng được vai chính diện và vai phản diện. Vậy thì ngày hôm nay trong một cái không khí của mùa xuân như thế này, anh có thể chia sẻ một chút về cái cơ duyên đã đưa anh đến với nghiệp diễn là bắt đầu từ đâu ạ? Gia đình tôi từ xưa nay thì có 4 bà chị, có 1 ông em, rồi bố mẹ, rồi đến chú bác cô gì cũng chả có ai làm nghệ thuật, chả có ai làm diễn viên. Một hôm thì có một anh bạn cùng phố, anh thì to cao đẹp dai trắng trẻo, trông thì đúng là tài tử. Đấy, anh mới rủ là đi tuyển diễn viên. Tôi vẫn nhớ là gặp bác đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Văn Khoa, bác làm chủ giám khảo cái phòng ấy, thì bác hỏi tôi là thế làm một cái tiểu phẩm chắc nào. Thế là mình mới nhớ đến một cái chi tiết là cái thời mà mình còn cắp sách đến trường, thế mình đi trên đường thì nhặt được một cái ví, thế là mới móc túi ra vứt cái ví ra sàn, thế là diễn. Thế xong rồi nhặt được cái ví thì hớn hở cười, xong rồi chạy ra một góc dở ra đếm tiền. Thế xong rồi định đi về thì lại băn khoăn nghĩ là này mà nhỡ của ai ta đánh rơi, mà bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của người ta mà mình mang đi mình tiêu này thì nó không phải. Thế là tôi đắn đo, xong rồi tôi tưởng tượng là những người đi qua đi lại này, tôi mới hỏi là bác ơi, có phải cái này của bác không ạ? Chú ơi, cái này có phải của chú ạ? Chị ơi, cái này có phải của chị không ạ? Thì cuối cùng thì trả được một người. Thế thì sau đấy thì bác Phạm Văn Khoa bác bảo là thằng này thế mà được. Thời điểm lúc đó là nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình là bao nhiêu tuổi ạ? Lúc ấy thì tôi mới có 17, 18 tuổi. Thế còn trong những cái vai diễn mà anh đã từng tham gia trong các bộ phim thì vai diễn nào là anh thích nhất? Khán giả chấp nhận thành công nhất. Âu cũng là một cái kỷ niệm đối với thành phố Vinh thân yêu. Đấy là năm 2000 thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh có mời tôi đóng một cái vai gọi là vai ông Hòa trong bộ phim Mùa Ổi. Thế thì cái vai này là một cái vai người đàn ông mà 45-50 tuổi, thế nhưng mà đầu óc thì như trẻ thơ. Thế thì mình phải đóng làm sao cho cái vai này nó thật là hồn nhiên, tươi trẻ, trong sáng, mà lại có cái sự ngu ngơ của một cái trẻ thơ, thì cái là một cái điều rất khó, một điều thách thức của diễn viên. Nhưng mà thế và trong cái thành công ấy thì vinh dự nhất là liên hoan phim lần thứ 13 tổ chức tại thành phố Vinh thì tôi hạnh phúc là được cái giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Chú Khuếnh, chú đấy anh bừa nhà cháu chưa đủ hay sao mà còn hù dọa ngăn sông cấm chợ? Mày dám nói với tao thế hả? Đã thế thì tao nói luôn. Cha con nhà mày kéo bè kéo cánh, định làm gì dân làm kinh hả? Bố mày hết ép xã rồi đến huyện để thu hồi đất cát tiền bạc. Ép tao như ép dầu ép mỡ chưa đủ hay sao? Mà mày còn dám xông vào đây áp đảo tao? Chú... Thích Bùi Bài tao Bình tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 2 của trường sân khấu điện ảnh. Đây là khóa học đặc biệt của điện ảnh Việt Nam
với sự trưởng thành của các diễn viên gạo cội như Bùi Cường, Minh Châu, Vũ Đình Thân, Đào Bá Sơn, Quốc Trọng, vân vân. 45 năm theo nghiệp diễn, Bùi Bài Bình đã để lại dấu ấn từ những vai diễn khi còn rất trẻ như vai Hòa Ngu Ngơ trong phim Mùa Ổi đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim lần thứ 13 và sau này là Khuếnh Tắc Oai Tắc Quái trong bộ phim Gió Làng Kình, Tòng Nham Hiểm trong Ma Làng, ông Hà Nhu Nhược trong phim Chiều Ngang Qua Phố Cũ. Bùi Bài Bình là một dấu ấn rất riêng với điện ảnh Việt Nam khi ông thành công ở nhiều dạng vai, tận tâm với cả vai ngắn lẫn vai dài và đầy trách nhiệm với từng câu thoại, cảnh diễn. Bùi Bài Bình công tác với tôi cũng tương đối là nhiều, trong đó nổi bật ở hai cái phim Ma Làng và Gió Làng Kình. Ở hai vai cùng là vai ác, nhưng cái ác trong Tòng Ma Làng nó khác vai sau ấy. Chỉ là trưởng thôn thôi nhưng nó lại là trong một cái dòng họ. Có hai vấn đề lớn đang xen trong một cái nội dung căn cốt của nông thôn Việt Nam ấy, tạo nên một cái sức nặng. Đấy là cũng rất là vinh dự, tức là cảm thấy một cái người mà cái bộ viết ra một kịch bản, rồi đạo diễn tìm được một cái diễn viên phù hợp với cái ý định của mình thì phải nói đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình thì khán giả lại nhớ đến hình ảnh một nghệ sĩ có chiếc răng khểnh. Nhưng mà từ lúc nãy tới giờ Thanh Long trò chuyện với anh thì lại không thấy cái chiếc răng khểnh đó nữa. Có phải là nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình của chúng ta cũng theo trend giống như là giới trẻ là làm thẩm mỹ không? Điều này thì không phải. Cách đây 5 năm thì tôi có được đạo diễn Vương Đức mời vào một cái vai gọi là vai Hồ Chủ tịch trong những năm 1947. Thì kịch bản là của anh Hoàng Nhận Cầm, đạo diễn Vương Đức. Thì lúc ấy thì đạo diễn có mấy cái yêu cầu. Một là lúc ấy mình là 56 cân. Thế thì đạo diễn phải yêu cầu là phải nhịn ăn. Xong rồi ngày nào cũng hút thuốc, xong rồi uống cà phê để cho nó giảm cân đi. Thì sau 1-2 tháng thì tôi giảm xuống được còn 50 cân. Thế và Bác Hồ thì không có răng khểnh. Mình cũng cân nhắc trong cái cuộc đời của diễn viên ấy, mà được thể hiện vai Bác Hồ thì đấy là một niềm diễm phúc và không phải ai cũng có. Mà bây giờ cái thời cơ đến mà mình lại tiếc cái răng, tiếc mấy cân sức khỏe thì nó phí. Thì tôi quyết định là đi sửa lại răng. Trong lao động nghệ thuật thì những người nghệ sĩ vẫn sẵn sàng hy sinh, đánh đổi để mà có được một cái vai nào đó đóng đinh trong lòng của công chúng, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, khi mà nghệ sĩ thể hiện cái vai chính diện và vai phản diện thì nghệ sĩ thấy là cái vai nào là khó hơn ạ? Kể cả trong cuộc đời lẫn trong phim, những vai chính diện, những người tử tế sống hoặc là đóng sẽ khó hơn những cái vai kia. Anh Hoàng Nhận Cầm có viết một cái bài báo về tôi. Anh dùng một cái tít rất hay. Thì đợt này tôi làm cái phim, một loạt cái phim phản diện, phim Ma Làng và phim Gió Làng Kình. Thì anh ấy có viết là muốn đóng con ma thì phải sống cho ra con người. Là cái điều tôi tâm đắc nhất. Thưa nghệ sĩ Bùi Bài Bình, là trong 45 năm theo nghiệp diễn thì anh nghĩ đâu là may mắn nhất đối với một diễn viên? Tôi lại nhớ tới lời của một cái người thầy đã dạy tôi ngày xưa. Thì thầy có nói rằng trong cái nghiệp diễn viên thì có 3 điều. Điều thứ nhất là phải có năng khiếu. Cái thứ hai là phải biết lao động. Và điều thứ ba là điều quan trọng nhất. Khi anh đã có năng khiếu, anh đã có lao động nghệ thuật, có một cái vốn như thế mà anh không có thời cơ thì cũng không thể hiện được. Đấy, thì trong cái vấn đề này thì tôi cảm giác tôi là người may mắn. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái trở ngại như thế nào? Có thể là do mình có một cái hình hài nó nhỏ nhắn, nó khiêm tốn. Cho nên là không đóng được cái vai giám đốc, không đóng được cái vai bậm trợn này nọ. Thế thì tôi nghĩ đấy là một cái thiệt thòi.
Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng du xuân với nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình qua một gói câu hỏi mà Thanh Long đã chuẩn bị ở đây, một mini game dành cho nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình. Câu hỏi đầu tiên, mùa xuân đầu tiên gắn bó nghiệp diễn của anh là năm nào? 1975. Đến nay thì anh đã tham gia bao nhiêu bộ phim truyền hình dài tập? Trên dưới 10 bộ. Vâng, câu hỏi tiếp theo, bạn diễn nữ ăn ý nhất với anh trong phim Truyện Nhựa là ai? Đấy là nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Trong tiếng nghệ, cái cười nghĩa là gì? Hình như là cái sân. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì ngái nghĩa là gì? Ngái tức là xa, xa ngái hả? Cu là con gì đó anh? Con gì ạ? Con cu cu là con gì? Con cu cu thì có phải con chim. Nhưng mà là chim gì? Nó chim cu cu. Vâng, một điều mà khán giả rất là quan tâm, các con của anh có theo nghiệp của bố không? Tôi thì có hai cháu trai. Cháu lớn thì không theo nghề, nhưng mà nảy nòi ra cháu thứ hai thì cháu cũng tốt nghiệp đạo diễn rồi. Năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình thường xuyên đi về Nghệ An để cùng các cộng sự trong dự án phim Sẽ Lành Những Ngày Đau do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Công ty Cổ phần Sinot ASEAN phối hợp sản xuất. Đây là một bộ phim dài tập đầu tiên về người nghệ và đất nghệ. Ở dự án phim Sẽ Lành Những Ngày Đau, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình tham gia với vai trò là đạo diễn diễn xuất và trực tiếp tham gia một vai khá đặc biệt. Sẽ không còn gì để nói, nếu anh Bùi Bài Bình chỉ là đạo diễn thì chúng tôi sẽ có những cái trao đổi khác về mặt nghề nghiệp giữa biên kịch và đạo diễn. Thế nhưng lúc mà quá trình viết này nó nảy ra một cái nhân vật, nó đảm nhiệm một nhân vật không hẳn là chính, nhưng nó có từ đầu đến cuối nó tham gia vào mọi câu chuyện, và cái nhân vật nó mang cái tính chất nó như người dẫn chuyện. Và lúc viết phảng phất khuôn mặt Bùi Bài Bình, nụ cười Bùi Bài Bình, cái cách nhếch mép, những cách vui đùa, những cái đó, và nó nhập vào vai. Và tôi lúc từ bắt đầu lúc viết thì tôi đã nghĩ rằng Bùi Bài Bình, đây chính là Bùi Bài Bình, chỉ có Bùi Bài Bình mới đảm nhiệm được. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình có thể cho biết là tại sao anh lại nhận lời tham gia dự án phim Sẽ Lành Những Ngày Đau ạ? Bộ phim do NTV cùng với Công ty Cổ phần Sinot ASEAN thực hiện. Thì đây cũng là một cái duyên. Thì ngày xưa thì tôi với anh Trịnh Lê Văn hay đi làm phim với nhau. Có lúc thì anh ấy làm đạo diễn, có lúc thì anh ấy làm quay phim. Ngược lại thế, có lúc thì tôi giúp anh ấy về diễn viên, có những lúc thì tôi là diễn viên của anh ấy. Trong những lúc mà trà dư tửu hậu, vui vẻ thì hai anh em cứ ngồi nói chuyện, bảo khi nào mà có cái bộ phim nào nó dài hơi mà nó hay thì tôi mong được làm với nhau thì sướng nhỉ. Sau khi nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến và nhà báo Trần Đăng Tuấn viết xong cái kịch bản Sẽ Lành Ngày Đau, tôi có đọc qua, đọc cái tóm tắt. Thế thì một phần là cái mảnh đất Vinh này mình có nhiều kỷ niệm. Một phần thứ hai là một cái duyên nợ, thì anh Văn anh có mời tôi làm cùng với anh ấy. Vậy thì khi mà là đạo diễn diễn xuất của bộ phim Sẽ Lành Những Ngày Đau thì nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình cũng thường xuyên vào Nghệ An đúng không ạ? Và khi mà vào nghệ nhiều như vậy thì anh ấn tượng nhất với người nghệ ở cái đặc điểm nào ạ? Tôi thực sự ấn tượng với người nghệ cái tính hay làm hay làm. Và một phần nữa quan trọng là cái đùm bọc của cái người nghệ. Đi đâu cũng thế, kể cả đi sang nước ngoài hoặc là ở trong nước thì người nghệ người ta gắn bó với nhau lắm. Và quan trọng nữa là cái đức tính ham học của người nghệ. Thì từ xưa đến nay mọi người đều ghi nhận điều đó. Ở trong kịch bản này của chúng tôi cũng có một cái đoạn viết, tức là cả một gia đình thế này, ví dụ sáng ăn khoai, trưa ăn khoai, tối ăn khoai, thế mà đi thi thì ông đỗ, cha đỗ, con đỗ. Trong cái vai trò là đạo diễn diễn xuất của bộ phim Sẽ Lành Những Ngày Đau, và anh cũng đóng một vai khá dài trong bộ phim này, vậy thì đạo diễn cho chính mình liệu rằng có chủ quan không ạ? Vấn đề này cũng là cái duyên số. Thế sau khi tôi đọc kịch bản xong thì tôi cũng không hình dung là tôi có vai gì ở cái phim này, vì mình đọc với cái tư cách của cái người đạo diễn, cho nên mình không dám tư tưởng một cái vai nào đây cả. Thế nhưng mà sau đó một thời gian thì
anh Phạm Ngọc Tiến, anh Trần Đăng Tuấn, rồi rất nhiều người trong này, những người mà người ta đã được đọc kịch bản ấy, thì người ta bảo là trong này có một vai, tức là cái vai tên là vai Chất Dạng, thì cái vai này phải là ông Bùi Bình. Thế thì người ta nói nhiều quá, thế là mình phải đọc lại. Thế mình thấy có khi mình đóng được. Khán giả NTV cũng có rất là nhiều kỳ vọng dành cho bộ phim này khi nó được chấp bút với những tên tuổi nổi tiếng như là nhà văn Phạm Ngọc Tiến và nhà báo Trần Đăng Tuấn, đạo diễn Trịnh Lê Văn và đạo diễn diễn xuất Bùi Bài Bình đều là những người gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam. Và chúng ta sẽ hy vọng là bộ phim sẽ sớm được công chiếu để gửi đến các khán giả NTV cũng như là khán giả cả nước. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình đã cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc anh cùng với gia đình một mùa xuân mới thật là ấm áp và an vui. Xin cảm ơn Thanh Long, xin chúc khán giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc cũng như là sức khỏe, niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và nhân vật một vị khách mời đặc biệt gõ cửa cho chương trình trò chuyện cuối tuần đầu năm của NTV ngày hôm nay đã được trò chuyện cùng với Thanh Long cũng như là quý vị khán giả, và hy vọng là chúng ta hiểu hơn về nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình ạ. Và hy vọng là chương trình đã mang lại cho quý vị và các bạn nhiều điều thú vị trong mùa xuân mới này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.